Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liệt kê những dự án kinh tế khổng lồ để phát triển khu vực Viễn Đông rộng lớn. Đó là việc đổi mới hệ thống năng lượng của khu vực này thông qua các nguồn năng lượng sạch như năng lượng hạt nhân, thủy điện và năng lượng tái tạo, kết nối tuyến đường ống dẫn khí đốt sức mạnh Siberia với các thành phố Khabarovsk và Vladivostok, kết nối với hệ thống cung cấp khí đốt duy nhất trên toàn nước Nga và tiến tới hợp nhất hệ thống truyền tải khí đốt nối miền Tây với miền Đông nước Nga, xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt sức mạnh Siberia 2 để có thể linh hoạt cung cấp khí đốt, phát triển tuyến đường vận tải biển qua Bắc Băng Dương mà năm 2022 đã vận chuyển được 34 triệu tấn hàng hóa, tiếp tục xây dựng tuyến đường từ Moscow tới Kazan và kéo dài tới Yekaterinburg rồi Tyumen, qua đó hình thành hành lang đường nội bộ từ Saint Petersburg tới Vladivostok. Tổng thống Putin khẳng định đầu tư vào Nga là an toàn và tốt nhất. Tổng thống Putin cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã thay đổi và tiếp tục thay đổi, kim ngạch thương mại của Nga với khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm qua đã tăng 13,7% và trong nửa đầu năm nay tăng thêm 18,3%. Ông Putin cho biết thêm, khu vực Viễn Đông chiếm 40% diện tích của nước Nga với các nguồn tài nguyên thiên nhiên khoáng sản to lớn. Ngoài ra, Viễn Đông cũng là nơi có các khu bảo tồn thiên nhiên, kỳ quan lớn của nước Nga có thể thu hút nhiều du khách trên thế giới. Tổng thống Putin khẳng định, vùng Viễn Đông đóng vai trò quan trọng đối với vị thế của nước Nga trong thế giới đa cực.